Chi Pu được fan xứ Trung săn đón nhiệt tình, nhan sắc qua cam thường khiến netizen xôn xao. Các bạn thân mến, thời gian gần đây, Chi Pu là cái tên nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trong nước khi tham gia chương trình truyền hình đình đám xứ Trung có tên là Đạp gió 2023. Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là kỹ năng ca hát, song dường như Chi Pu vẫn rất được lòng fan Cbiz. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán của netizen khi được khán giả xứ Trung vây kín tại khách sạn. Theo đó, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Chi Pu xuất hiện dưới sảnh một khách sạn tại Trung Quốc để chuẩn bị đến trường quay ghi hình. Thế nhưng, nhiều fan Cbiz đã có mặt để ủng hộ, cổ vũ cũng như ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của Chi Pu. Xuất hiện qua camera thường của fan, Chi Pu diện outfit thể thao đơn giản, khuôn mặt rạng ngời, vui vẻ chào hỏi và trò chuyện với khán giả. Không bàn về khả năng ca hát, có thể thấy về tính cách lẫn cách giao tiếp, Chi Pu rất được lòng fan Cbiz. Bên cạnh đó, dân mạng cũng để lại những lời khen cho Chi Pu, nhận xét rằng dù diện trang phục đơn giản không make up như trên sân khấu, nhan sắc của cô nàng vẫn đủ khiến nhiều fan đổ gục. Chi Pu được lòng fan Cbiz, đi đâu hay làm gì cũng được fan săn đón. Cam thường hay trang phục thể thao mà vẫn xinh đẹp dạng người. Nhìn Chi Pu xinh thực sự, không nói về chuyện ca hát hay chất giọng, nhưng nhan sắc thế này thì quả thật ai cũng phải đổ gục. Mặc dù được lòng fan Cbiz như vậy, tuy nhiên trong buổi công diễn đầu tiên, Chi Pu thể hiện ca khúc Si Tình đã không được cổ vũ tại trường quay Đạp gió 2023, lý do là vì sao? Việc Chi Pu không được khán giả xứ tỷ dân gieo hò, cổ vũ trong phần diễn Si Tình lên sóng ngày 14 tháng 5 khiến cư dân mạng thắc mắc. Cụ thể, người hâm mộ Việt Nam để ý rằng trong màn công diễn bản hit của Hoàng Thủy Linh, ba nghệ sĩ Ella, Chuong Sa Nghe, Ngô Thiến được vỗ tay dần dần, nhưng đến Chi Pu cất giọng thì như có biển đen im lặng từ hàng ghế khán giả. Trên thực tế, vòng công diễn đầu tiên của Đạp gió năm 2023 đã ghi hình từ ngày 17 tháng 4, tức một tháng trước khi chương trình lên sóng. Mà ở thời điểm này, tên tuổi của Chi Pu vẫn chưa nổi tiếng ở Trung Quốc nên fan không xuất hiện tại khán đài cổ vũ là vì chưa biết cô là ai cũng là điều dễ hiểu. Còn nhớ cách đây một tháng, netizen Việt dần dần khi thấy Huỳnh Hiểu Minh cầm bảng tên có Chi Pu đón nữ ca sĩ đến trường quay Đạp gió 2023. Tuy nhiên, khác với những nghệ sĩ khác, ảnh tim qua đường chụp Chi Pu cũng hết sức mờ nhòe. Điều này cho thấy sự xuất hiện của cô cũng chẳng được netizen quốc tế quan tâm là bao. Tuy nhiên, bây giờ đã khác rồi. Với độ phủ sóng và được lòng fan hâm mộ nhiều như vậy thì chắc chắn sắp tới Chi Pu sẽ có thêm lượng fan nhất định. Còn các bạn thì sao? Các bạn đánh giá như thế nào về nhan sắc cũng như giọng hát của Chi Pu? Còn với admin thì độ xinh đẹp và thần thái của Chi Pu miễn bàn rồi vì nó quá đỉnh. Còn về giọng hát thì mình tin là Chi Pu sẽ cải thiện được. Còn các bạn thì sao? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Data News.